Lúc nãy dân đừng ra mặt, coi tụi nó dám làm gì con. Hơn thua nhau ba cái chuyện lặt vặt này. Làm gì hả con? Lặt vặt sao hả Dượng? Dượng có thấy tụi nó kéo nguyên băng tới đây là tính ăn thua đủ với con không? Con mời Dượng hai. Con Hồng ngồi xuống đây luôn. Bữa nay nói cho nó dứt dạc chuyện này, để mai mốt không còn lấn cấn nữa. Hiếu, tới đây khoanh tay xin lỗi ông chú ba với cậu mợ hai. Thôi không cần đâu cô Thắm à. Lúc nãy cô cũng thấy đó, nên suy cho cùng... Tôi hiểu. Một mình hai nhỏ đã gây ra mọi chuyện. Nhưng... Thôi, thằng Hiếu về đi. Không cần xin lỗi đâu. Quan trọng là nó phải thấy được cái sai để sửa. Chứ nó không thấy được cái sai thì một lời xin lỗi cũng không giúp nó trở thành người tốt được đâu. Hiếu, có nghe ông chú nói gì không hả Hiếu? Thôi, về đi. Còn đứng đó làm gì nữa? Nè, về nhà nghe không? Một lát má về. Rồi, bây giờ tới chuyện người lớn của tụi bay. Ê, Hiếu. Ủa? Mày hả? Nè, ba mày tìm mày quá trời luôn. Lên xe ra chở đi. Tìm tao làm cái gì? Thì mày gặp ổng, chứ sao tao biết. Lên xe đi. Mà hình như má mày cũng tìm mày nữa. Nè, mày muốn gặp ổng hay bả? Ra chở đi. Dẹp chứ, tao mệt quá. Dẹp đi thôi, đồ điên. Mày tin là họ nói thiệt? Thì đó, có đủ mặt vợ chồng ông Mai Hiệp, ông Ba Mạnh với lại má tôi, họ xác nhận rõ ràng như vậy á, còn gì nữa? Xác nhận? Sao mày dễ bị gạt quá vậy con? Họ đang đóng kịch trước mặt mày đó. Ba nói làm như vợ hay Hiệp không biết ghen vậy đó. Chuyện của con Hai Phiền nó còn sờ sờ ra trước mắt, bộ mày không thấy sao? Đợi bây giờ tiền là trên hết. Hơn nữa, vợ thằng Hai Hiệp đâu có ngu. Má mày hận ba, ba cũng không còn gì để phiền trách. Nhưng ba không ngờ tình cảm của nó đối với thằng Hai Hiệp lại sâu nặng đến mức nó trở nên mù quáng vậy. Ba nói là tất cả mọi chuyện là do ba gây ra đó. Mày có biết tại sao má mày trút hết lên đầu ba biết bao nhiêu là tội lỗi không? Đúng. Cái tội lớn nhất của ba là ba đã hết lòng yêu thương chiều chuộng má mày. Ba hận ba vì ba đã làm cho bả sinh ra 6 chị em mày. Ba hận ba vì ba đã làm cho bà phải kéo dài cuộc sống vợ chồng đồng sang chị mộng. Nên bà không thương mày cũng phải. Vì trong người mày có dòng máu của ba.
ba. Ba đừng có buồn nữa. Tôi nhất định lấy lại những gì mình đã mất. Thôi, bỏ đi con. Ba lo cho con được mà. Nhưng mình không thể thua dễ dàng như vậy được ba. Không thua thì phải làm sao? Thì ba đưa tôi 50 triệu đi. Tôi xử đẹp vụ này. Chứ không phải hôm trước thất bại rồi đó sao? Nhưng hôm trước á, tôi nói tiền của ba, mà lần trước á, mình tính khác. Lần này cá nhân tôi tự xử. Xử làm sao? Con nói ba nghe coi. Thầy, tôi mang tiền tới trả cho thằng trai Hiệp. Hiếu ơi, mày thiệt thà tới mức làm cho tao thất vọng. Tao không ngờ hai nhỏ này lại có thằng con giống như mày. Ba làm gì nhìn tôi dữ vậy? Ủa, mày nghĩ thằng Hai Hiệp nó ngu hả? Nhận của mày 50 triệu để nó mất hơn nửa tỷ sao? Thì tiền của ổng tôi trả lại cho ổng. Ổng không nhận tôi la lên coi ai nhục. Thì chẳng phải mày đã la lên rồi đó sao? Chẳng phải cả làng cả xóm kéo đến rần rần rồi đó sao? Nhưng mà ai nhục? Tất cả tội lỗi đó đổ lên đầu ba của mày nè. Rồi má mày, thằng Hai Hiệp, ông ba mạnh có dịp bêu ríu làm nhục tao. Còn mày á thì tệ hơn một thằng hề. Tại sao mày biết không? Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi không chịu thua. Ba dạy tôi đi. Phải làm sao? Thôi, để từ từ rồi ba suy nghĩ. Nè, hàng chánh hãng đó, xài cho kỹ nghe không? Còn chiếc xe á, để bữa nào ba tính cho. Tôi nôn một chiếc đi riêng, chứ đi chung với chú Tám bực bội quá. Chạy giỡn cứ giành lái. Ba đâu có nhiều tiền. Hôm trước đã nói như vậy rồi, hôm nay lấy lại cho mày coi sao được. Biết vậy rồi, tôi có nói gì đâu. Thắng vụ này á, tôi mên. Chứ để ba số tiền mua, tôi cũng ngại với dì Hường. Kẹt nghèo quá con ơi. Chứ dì Hường thương mày cũng như ba vậy đó. Bởi vậy, má tôi mà được một phần như dì Hường á, thì tôi đâu khổ vậy. Anh bỏ cái đó xuống đi rồi nói chuyện. Thắm sợ chết lắm hả? Chết đây mà không sợ. Vậy mà tôi muốn chết đó chứ. Thích chung với Thắm. Anh đừng có nói giỡn vậy được không? Không, mà tôi nói thiệt, chứ không có nói chơi. Cầm, cầm. Tôi biết vì sao Thắm từ chối lời cầu hôn của tôi rồi. Thì ra vì Thắm ham giàu. Thắm muốn có thằng chồng môn đăng hộ đối hả? Phải không? Nhưng mà tôi nói cho Thắm biết, Thắm không toại nguyện được đâu.
Thắm đừng quên những gì mà tôi đã nói với Thắm. Anh hai, anh nói gì lại vậy? Tôi ham vào hồi nào? Tôi ham ông đang hồi đói hay nào? Tôi có thương ai đâu. Thắm đừng có chối. Tôi biết hết rồi. Đó là thằng Hai Hiệp. Thắm đừng có tưởng nó là cháu vợ của ông Ba Mạnh thì tôi sợ nó. Hả? Ông Ba Mạnh cho dù danh tiếng có lẫy lừng cỡ nào thì bây giờ cũng chỉ là thường dân thôi. Làm sao hơn được tôi? Tôi ấp đội trưởng nè. Biết đâu mai mốt tôi còn lên tới chức xã đội trưởng, chủ tịch, bí thư xã không chừng. Tới lúc đó thì thằng Hai Hiệp là cái thá gì? Hả? So sánh đi. Lớn chồng ngồng cái đầu rồi mà còn đi làm học trò. Chứ biết hả? Mai lũng đít quần ở mấy ghế trường học thôi, chứ biết làm cái gì. Anh hai, anh với anh Hai Hiệp từng là bạn bè, từng là đồng chí trong đội du kích của chú ba. Anh biết tôi với anh Hai Hiệp thương nhau, lẽ ra anh phải tôn trọng tình cảm của tụi tôi chứ. Anh làm như vậy, anh không sợ anh Hai Hiệp giận anh à? Là bạn bè, là đồng chí, Thắm nó không có sai. Nhưng mà đó là chuyện xưa rồi. Còn bây giờ mọi chuyện tùy thuộc vào Thắm hết. Tôi nói cho Thắm biết, nếu như không vì tình xưa nghĩa cũ, tôi không chừa cho thằng Hai Hiệp đường sống đâu. Nếu như nó không phải là bạn bè của tôi, nó đã chết lâu rồi. Anh độc ác lắm. Thắm nói sao cũng được, Thắm hiểu sao cũng được. Thằng hai nhỏ này là vậy đó. Thôi bây giờ anh đi về nghe. Nói với cô Năm á, mai mốt anh cậy mai mối tới. Tính gói nhiêu bánh vậy tím ba? Tao định gói 500 bánh ít, 50 đòn bánh tét. Chú ba mày nói ít, biểu mỗi thứ phải gấp đôi. Nhiều vậy ăn sao hết hả mợ? Cậu ba mày nói năm nay dỗ lớn, mời hết cả làng mà. Hồi sáng con Thảo điện về, nói để nó mua bánh chợ. Ông đâu có chịu. Ông nói thứ gì cũng xài hàng chợ thì phụ nữ để làm gì. Thôi kệ, thím cháu chị em mình thà chịu cực chút cho chú ba vui. Biết đâu dỗ lần này. Ừ, thì tao cũng nghĩ vậy. Thằng Khởi đi rước con Thảo ra hả mờ? Ừ, sẵn mua luôn ba cái đồ nấu. Dương Hai ơi. Hồng hả con? Dạ. Anh Hiệp kêu con qua coi có gì làm phụ. Ủa, vậy hai con đâu rồi Dương? Ờ, chắc rọc lá chuối ở sau vườn á. Dạ, để con ra ngoài. Chú ba ơi. Ừ.
Chú ba ơi, con phơi lá chuối ở trước sân được không? Ừ, bay cứ phơi ở đây. Có cần lấy thêm nia xịa hay là chiếu lót gì á thì nói chú ba đi lấy nghe không? Dạ, để hồi nữa ra lá, con tự đi lấy được rồi. Lá còn lá của con Cúc đem vô nữa, nhiều lắm chú ba. Ừ. Hồng mới tới chơi hả? Dạ. Mà gì hả Hồng? Chị Thắm. Em Thắm à? Mấy tấm đệm bàn nè con. Dạ. Chú không để con tự đi lấy được mà. Thôi, chú cất, bay biết chỗ đâu mà kiếm, hỏi mất công. Dạ, cảm ơn chú. Hồi nãy em sắp hỏi chị chuyện gì hả Hồng? Chuyện em muốn nói là nếu là chuyện hôm bữa thì thôi em à. Chỉ là sự hiểu lầm thôi mà. Dạ không. Em muốn nói gì hả em? Hồi con gái chị đẹp lắm phải không? Hồi đó hả? Chị cũng không biết nữa. Em nhìn kỹ vẫn thấy chị đẹp, nên em hình dung. Không à, chị nghĩ chắc là em cũng hiểu. Chuyện hồi đó chị và anh hai hiệp thương nhau đã kết thúc từ khi chị lấy chồng. Mặc dù chuyện chị bỏ anh hai hiệp và làm vợ anh hai nhỏ là ngoài ý muốn, nhưng coi như ván đã đóng thuyền. Đến bây giờ chị đã có với hai nhỏ 6 mặt con, khó nhọc trăm bề, lo mà chạy gạo còn chưa xong, đầu óc đâu mà nghĩ tới chuyện này chuyện nọ. Mà nếu như có nghĩ thì cũng cảm thấy xấu hổ ê chề rồi. Nói thiệt với Hồng, chị không nhìn kiến, cũng biết là chị già, chị xấu tới cỡ nào. Chị Thắm, chị cho em xin lỗi chị nha. Thú thiệt, hôm trước nghe người ta xì xầm nói này nói nọ, em cũng có ghen. Nhưng mà bây giờ em biết hết mọi chuyện rồi. Dạ, ý em... Gì hả em? Ai cũng nói chị với anh hai hiệp ngày xưa là một cặp đẹp đôi. Chuyện cũ rồi, tôi bỏ đi em. Duyên số là do ông trời ổn định mà. Ê ê ê, hết đệm để phơi rồi, em vô nhà lấy mấy cái nia xỉa ra
chị đi ôm lá. Hay chị vô nhà kiếm đồ phơi, em đi ôm lá cho. Trời, ôm lá thì có gì nặng nhọc đâu mà dành. Hay quá ha. Kẻ được tình, người được tiền, vui quá hả? Nhìn là chướng con mắt. Đi thôi, nhìn là ứa gan. Mày hổn quá. Không phải là con đâu nghe cô Thắm. Trời ơi, sao tôi sanh ra cái thứ vô nghi vậy này trời. Tôi bỏ đi chị, đừng có buồn nữa. Hồng à, chị không thể nào chịu đựng được nổi. Cho chị xin lỗi về chuyện vừa rồi, nhưng chị cũng rất yên tâm vì em đã hiểu hết mọi chuyện. Nhưng chị không thể nhịn nhục được nữa. Bình tĩnh lại đi chị Thắm. Anh Hai Hiệp với Trường Hai em nói đúng. Nhưng bây giờ em mới biết hai nhỏ là người bất chấp thủ đoạn đến cỡ nào. Nhưng bây giờ thì nó được mong đạt được gì? Chơi đồ gì cho hoành tráng đi mấy ông ơi. Cứ cà phê thuốc lá hoài chán quá. Không cà phê thuốc hút quá thì đồ nhậu. Chứ mẹ gì. Đồ nhậu thì đồ nhậu, nhưng mà cứ rượu đế khô khoai khô đuối hoài, hút sao nổi. Nhậu thì cũng được, nhưng rượu đế không chơi. Bia nặng đô lắm, tiền đâu uổng. Có 10 mét vuông chứ nhiêu. Mày cọt quá. Đổi đời rồi hả tụi bay. Giờ thằng nào có đất, thằng đó làm cha hả? Thằng này bậy quá. Mày làm sư phụ giận rồi kìa. Tại quan miệng mày sư phụ. Thôi giờ bắt bồ đây ngang. Tôi sư phụ một bồ, thằng Lâm với chú Tám một bồ. Mất hứng rồi đi. Tự ái cái gì em chính. Tôi thì cũng như anh, có cái lõm nền nhà chó nằm ló đuôi. Thằng Hiếu nói vậy cho qua chứ 10 mét đất có hơn nửa triệu bạc. Nhưng tôi nói kêu tôi là sư phụ, nói chịu phải nể mặt chứ. Cho xin lỗi mà sư phụ. Thôi chơi thì chơi, tao cho mày một bồ. Chủ bàn ơi, ghi giờ mới cho cục lơ luôn. Ừ. Hiếu, má mày tới kìa. Bà đó không phải má tao. Được không? Trên bàn biết dùng màu bi không? Để từ từ. Có ba màu rồi, có nhiều đâu. À, được không? Phải có bắt cái cua mà. Tôi cảnh tiền giờ cho mày được không? Thôi, tao tiền tiền giờ. Hiếu, về nhà má nói chuyện. Đánh đi chú Tám, bên chú đại ba trước đó. Hiếu, mày có nghe má nói không? Tôi không phải con của bà. Tinh thần rất là quan trọng. Xui thiệt, đi chơi không có ngày. Thôi, về đi Hiếu. Mày em đi, không có chuyện của mày. Hôm nay mày phải về để nói rõ mọi chuyện. Tôi về mày ơi. Nói đi, ghe nào là ghe hay nhỏ? Má kêu tôi về nhà sao lại tới đây? Má muốn làm gì? Tao làm gì rồi mày sẽ biết. Ghe hay nhỏ là ghe nào? Tôi không có biết. Má muốn cứ tự tìm. Được. Tôi thấy anh có tính đến bạc cái đầu của anh. Cũng thắng nổi cũng thấm đâu. Em đừng có nói giỡn. Chóng mắt lên mà coi. Tôi sẽ moi được ít nhất nửa tỷ bạc từ túi con Thắm. Tôi coi bộ cái thằng quý tử của anh không được cái tích sự gì đâu.
Em nên nhớ, hai nhỏ này á là thằng túc trí đa mưu. Tôi sẽ biến thằng con vô tích sự của tôi thành một đứa hữu dụng cho em coi. Chờ đó. Hai nhỏ, hai nhỏ đâu ra đây? Bữa nay chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải tính cho xong. Ông mà không ra, tôi sẽ rao lên cho thiên hạ biết hai nhỏ là một thằng hèn nhát tham lam. Mẹ, nhưng con quỷ cái nào nghe quen quá vậy? Bà ra ngoài coi coi. Hai nhỏ, mau ra đây. Thưa bà con, bữa nay tôi tới đây là để vạch trần bộ mặt thật của tên hai nhỏ. Tôi có đầy đủ chứng cớ để bà con thấy rõ nó là ai. Gì vậy? Trời ơi, con Thắm, nó nổi điên rồi. Bây giờ sao đây? Mẹ nó, tao giết nó. Ông bình tĩnh, để tôi nghĩ cách coi. Hai nhỏ, mau ra đây. Thưa bà con, tôi là vợ lớn của hai nhỏ, người mà hơn 20 năm trước nó đã dùng lựu đạn đến nhà cầu hôn. Ông bình tĩnh, để tôi nghĩ cách. Thì giết nó chứ nghĩ cách gì nữa. Lên chém đi. Vậy mà tự cho mình túc trí đa mưu. Mới có chuyện nhỏ xíu mà lòi cái mặt ngu ra rồi. Nhỏ cái gì mà nhỏ? Nó đi bêu xấu tôi trước bàn dân thiên hạ. Vậy mà kêu nhỏ là sao? Trúng tim đen hả? Xấu hổ hả? Vậy thôi, mình dông ghe trốn mất cho rồi anh ha. Không có được. Mình bỏ đi chẳng khác nào tự thú. Chịu thua nó hả? Vậy thì thôi, lên chém đi. Chém đi, chém nó đi. Tới nước này mà còn giỡn hớt được. Tôi đâu có giỡn. Tôi chỉ muốn coi anh khớp mỏ con vợ cũ của anh bằng cách nào thôi. Bây giờ đó. Thôi, bình tĩnh, ngồi yên đó. Coi tôi chuyển bại thằng Thắng này. Nó ở với tôi có 6 mặt con, rồi ruột rẫy, 5 lần 7 lần cặp cố ruộng đất để đi theo hết con đàn bà này tới con đàn bà khác. Tôi phải tiền dây bạc khỏi, chuột lãi đất để nuôi con. Mấy năm trước tòa xử cho ly dị, tôi mới được yên thân. Tôi tưởng nó bỏ đi, ai dè mấy ông nhà nước về đây thành lập cái dự án. Nó trở về đây cùng với một con đàn bà khác, buộc tôi phải... Ê! Con đĩ chó! Mày nói cái gì? Bà con có thấy người đàn bà nào ăn ở với chồng được 5-6 mặt con rồi mà còn đi lấy trai không? Nhìn kỹ đi! Cái con đó đó! Nó đó! Nhìn kỹ một lần cho biết nó đi! Không! Cô nói bậy! Bà con biết không, anh hai nhỏ chồng tôi bây giờ nè, sau khi ly dị với nó là ra đi một mình không, bỏ lại tài sản đất đai cho nó lo cho con. Vậy mà nó vẫn chứng nào thật đó, bỏ bê con cái nheo nhóc tiếp tục mê trai. Vừa rồi nhà nước lập dự án giải tỏa đền bù, nó định nhận tiền xong là ôm hết tiền đi theo nhân tình sống cho sung sướng. May mà anh hai nhỏ biết được, anh ra sức ngăn chặn để lấy lại một số tiền giao cho thằng con trai lớn để lo cho mấy đứa nhỏ. Vậy mà nó nhất quyết không chịu, nó dựng chuyện đặt điều nói xấu anh hai nhỏ đủ thứ hết trơn á. Mày nói dối. Ủa, oan ức lắm sao? Bà con, nếu ai muốn biết sự thật á thì hỏi thằng Hiếu đó, cái thằng đang đứng bên cạnh má nó đó. Hỏi đi là biết rõ ngay mà. Coi tôi có nói đúng hay không. Nhục quá. Ủa?
Rồi vậy là nãy giờ bà đây mới vô nghe đó hả? Trời ơi, trời đất ơi. Thôi về đi. Rồi nãy giờ nó bật cái màu luôn à. Thôi tôi chạy rối à. Cút được đó, tôi chạy. Về thôi chị. Chị thua hai nhỏ nữa rồi. Lúc nãy chị nên nghe em mới phải. Chị đừng có buồn nữa. Mình về thôi. Hai đứa có dừng té nghe chưa? Dạ. Tới nhà rồi. Ông nội. Ông nội con về. Ông nội. Ông nội. Thưa ông nội, con mới về. Ông nội. Ủa chính chưa ông nội? Tổ cha bây. Sao không đi luôn đi? Vừa về tới là đòi ăn rồi. Nội không miếng coi. Để lên em. Dạ. À, chú Út con mới về về. Ủa con có ai vậy ta? Chú quên con thiệt rồi hả? Cưng ngu á. Chú giả bộ đó. Chú Út không nha. Thôi chú đi xuống phụ ba nghe. Dạ. Ông nội. Ông nội. Ủa chính chưa ông nội? Nè, phải vô thưa bà nội rồi rửa mặt mà cho sạch sẽ nữa. Dạ. Bà nội, bà nội. Bà nội. Bà nội. Bộ tưởng có cái giấy ly dị trong tay rồi muốn làm gì thì làm sao? Ta cũng còn trách nhiệm của người làm cha chứ. Sao hồi đó bà không kêu tòa chia hai tài sản, giao hết cho bà ăn chi? Hồi nãy dì đã nói hết rồi, con không nghe sao? Nghe chứ, nên tôi tức. Hả? Mà làm sao dì biết má tôi với Hiệp ôm tiền dẫn nhau đi? Đàn bà mà đến lúc mê trai á, chuyện gì không dám làm. Gương con hai phiền rành rành ra đó, không thấy sao? Đến khi ôm hận thì đã muộn. Tôi mà không ngăn cản được chuyện này, chắc năm chị em tôi đen mài. Mà ba cũng phải ra mặt giúp tôi. Một mình tôi sợ làm không lại. Tụi nó có bà Mạnh bao che, bích hết chứng cớ. Ba làm sao mà ra mặt được? Tôi sẽ rình bắt tại trận cho ba coi. Trời, làm như họ ngu để cho mày rình bắt được. Chứ sao hồi đó ba rình bắt được? Thì tại hồi đó, họ cố tình để cho ba mày bắt gặp tại trận, đặng ra tòa ly dị để thôi ba mày. Còn bây giờ, họ đang âm mưu lén lút bỏ trốn tụi bay, cao chạy xa bay, mà tiền thì chưa nhận được, họ đâu có ngu. Đồ nguy cái. Ta cứ nói với mày hoài mà mày đâu có chịu nghe. Mày cứ làm như không nghe, không thấy, không biết. Thử coi nó làm gì được mày. Tao sao cũng được. Nhưng nó đâu chỉ muốn gây với một mình tao. Tao muốn dẹp mặt nó. Ai dè
Cái thân không biết chửi lộn mà bày đặt. Cho bỏ tật. Còn Hồng đó, chưa gặp tao, tao bỏ đó luôn. Coi còn biết đường về không? Thôi nghe, thấy tao nhịn nó chọc hoài à. Bệnh của má con á, cứ tái đi tái lại hoài à, con rầu quá à. Người già là vậy đó, phải ráng mà lo chăm sóc, chứ biết sao giờ. Nhà mình, bà với má dễ tính, chứ con mà làm dâu nhà khác, má con cũng lo lắm. Cứ kêu con về trong này hoài à, mà má nghĩ coi. Chị xui thiệt là, chuyện này má đã nói với chị không biết bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, chị xui đau yếu như vậy, thằng Điền ở ngoài đi học ai lo. Bữa trước á, má còn định bàn với ba mày, nhập trường năm tới á, đưa thằng Điền vô trong này học, cho bay bớt bận biểu con cái, để lo cho chị xui được đàng hoàng. Đùng một cái, dự án dự yết nó tràn vô, làm mọi chuyện cứ lộn tùng phèo lên. Mà cái dự án đó sao rồi má? Thấy rầu lắm con ơi. Đúng là người tính không bằng trời tính. Má thì chịu đựng quen rồi, bay biết tính ba bay mà. Ổng thức cũng làm má lo, ổng ngủ cũng làm má sợ. Nhiều lúc má nghĩ đất đai chắc làm khổ ba mày tới chết. Đây rồi, dạ, cái này của con. Cảm ơn ông nội. Còn cái này á là của con. Cảm ơn ông nội. Ổi thơm quá ông nội ơi. Ăn đi con. Thương quá, con để dành con không ăn đâu. Có ổi ngon phải ăn chứ. Con ăn nha ông nội. Ông nội cho rồi đó. Hai con muốn làm gì thì làm. Dạ. Sao ông nội buồn vậy? Thôi, con ra ngoài vườn chơi nha. Nhớ bà nội dặn gì không? Thôi, con ra ngoài chơi nha ông nội. Nè, hai đứa nhớ đừng chơi gần bờ ao nghe không? Dạ, con dạ, biết rồi. Con biết rồi, con đi nha nội. Đi, lẹ ra ngoài vườn chơi. Lẹ đi, đi. Kìa có gì kìa. Ba không nhớ hai cái hộp ổi mất trong kẽ răng con bữa trước á. Nhớ chứ sao không con? Nhờ xém đi đòn mới có được cái ổi này phải không? Con đã biết tự trồng cây cho mình rồi đó hả? Ba, mà mình trồng ở đây luôn nha ba. Không con. Cha con mình đem trồng giữa vườn. Ổi xá lị thơm lắm. Mai mốt trái chín á, vừa bước ra vườn là thơm mùi ổi liền ha. Chừng nào có trái hả ba?
Chừng nào có bằng đầu con thì mới có trái. Nhớ nghe không? Tao trông mày tới làm chim bao luôn á. Ông à, lạ lắm. Cứ tôi mùa ổi chín là tôi lại nằm chim bao thấy con Thanh nó về. Có lẽ vong linh con nhỏ trên trời theo mùi ổi chín tìm đường về nhà thăm tôi và ông đó. Mai mốt người ta đô thị quá hết, không biết mình còn giữ lại được cái ổi không hả ông? Ta đứng giữa đất trời mênh mông, nhìn thảm cỏ xanh, xanh thắm một góc trời. Lòng bồi hồi trào dâng niềm thương nhớ, biết lúa giờ này phiêu bạc nơi nào. Lúa ơi, lúa ơi, lúa có nhớ, nhớ một thời rộn ra sớm trưa, nhớ câu hò tiếng hát lúc ra đồng, nhớ tiếng cười hồn nhiên bay trẻ nhỏ, nhớ ánh mắt mừng vui nhìn thóc lúa đầy sân. Lúa có nhớ đất mặn gì đâu, vì bao mồ hôi đã đổ xuống mảnh đất này, và máu xương của những người nằm xuống để giữ gìn cho đất mãi thiêng liêng. Lúa ơi giờ không còn đất, nhưng vẫn còn mảnh đất ở trong ta. Lúa ơi thôi hãy ngừng phiêu bạc, ở lại cùng ta trên mảnh đất thương yêu này. Hồn lúa, hồn đất, hồn người, ta lại cùng nhau làm nên nước mơ. Hồn lúa, hồn đất, hồn người, ta lại cùng nhau cho đến ngàn xưa.